Gia đình Uyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Uyên Cuộc Sống Đức. Uyên chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi ủng hộ Uyên nha. Đây là những hình ảnh mà ba của tụi nhỏ tập bóng bàn cho các bạn nhỏ ở địa phương của Uyên đó. Ở đây thì có ông thầy ông dạy miễn phí mỗi tuần một ngày. Và ông xã Uyên thì có thời gian thì ảnh tham gia, ảnh cũng hỗ trợ cho ông thầy đó dạy mấy đứa nhỏ. Ở đây á, thì người Đức họ rất yêu trẻ con và họ rất là thích thể thao. Ông sớm tặng cho ông xã Quyên cái thẻ mua hàng ở trong cái cửa hàng này. Thì ông xã Quyên hỏi tới sinh nhật của ông đó, thì ông xã Quyên hỏi muốn cái gì, ông nói cũng muốn y gan cái trong cái cửa hàng đó đó, cái mình phải lấy cái cửa hàng này mình đi đổi lại cái thẻ y gan vậy đó. Rồi ở Đức thì đi sinh nhật thì thường là tặng hoa rồi thêm chai rượu hoặc là một cái sô cô la gì đó cộng thêm là quà, nhưng mà bây giờ thì thời buổi tiết kiệm nên họ tính toán nhanh là mua cái phiếu mua hàng á, nhu cầu cho nó cần thiết hơn, chứ có những cái món hàng mình mua mà người ta không cần á, phung phí á, thì họ tặng cái thẻ mua hàng này kêu là website đây nè. Bây giờ tụi mình cầm cái website này đi đổi lại cái giáo phận gì luôn. Tại người ta ghi tên mình đây tặng rồi đó, bây giờ mình phải mua cái khác đi ghi tên người ta. Digital tích nhá. Thì đang là tôi hấp xe ai 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 hôn đẹp euro. Hôm nay là Quyên học bắt đầu ôm ôm thi. Bữa nay là học cái ôm thi nói. Trời ơi, Quyên thi nói là Quyên quên hết trơn cả nhà, Quyên viết nhiều lắm. Quyên viết cái trọng tâm để mình nói á, viết xong cái cô kêu lên nói là quên hết trơn. Công nhận nha, quên hết trơn luôn, sợ luôn hết trơn. Tim đập thịt thịt thịt. Ghi ni môn lịch phối vùng bà bà. Ít hỏi cho bà bia là rất trình ăn ở lớp forget. Quên, à lớp nick orange. Vì hai, tôi vài xin bác vì hai bị đó đấy. It gets on and bus as man near the so on and it's for guest. Mình không biết nó cái nào trước cái nào sau, mặc dù mình có sắp xếp mình có chuẩn bị. So sehr kompliziert. Das die Deutschen bestehen die Prüfung auch nicht. Die Deutschen, die hier aufgewachsen sind, so schwierig. Ông xã mình nói mình học thấy khó quá, tại vì những cái từ mà chuyên ngành á, những ai mà không có đi làm thì những cái từ đó không có biết á. Do đó ông xã Quyên thì cũng nghề tự do nên ảnh không có mấy cái từ chuyên ngành, Quyên hỏi ảnh nó không có như không biết. Rồi thêm cái văn phạm rất là khó. Chứ không phải người Đức nào cũng biết đúng văn phạm nha. Đó là thật sự mình nói á, họ nói được nhưng mà văn phạm thì rất là khó. Giống như là người Việt mình nói được tiếng Việt nhưng mà khi mà viết văn á, đúng cấu trúc từ ngữ chính tả hoặc là câu cú thì không có hoàn chỉnh. Quyên tiếng Việt chưa xong mà giờ học tiếng Đức, trời ơi trời. Đây là chỗ phân bán phân bón cây trồng á. Bây giờ mình đi mua cái chậu hoa để mình tặng sinh nhật của cả nhà. Thì tặng thẻ mua hàng rồi càng tặng thêm cái chậu hoa hoặc cái cây cảnh gì đó. Thì đó là cách ở vùng mình họ tặng nhau như vậy đó. Đàn ông á, đàn bà gì á thì cũng tặng hoa hoặc chậu hoa chứ. Ít khúc mà fast pass đàn chị khăn bán xanh nhá. Đây là hoa sen, hoa súng này cả nhà mê lắm mà mình không có cái khả năng trồng mấy cái này. Cái này của bạn ảnh nên ảnh tặng lựa tặng đi đàn ông không biết. Na ý voi này. Na ý voi này John Blumen ít mắng đi. Ít mắng đi ghép pháp à.
qua hướng dương mà cũng đi mua nữa. Nãy ý hấp su vi gió nó blúm mình sổ hầu rồi. Ý mắc cái nít. Hôm nó đi ngang này quay này, này quay trong video mình coi làm giật mình thấy tưởng đương nít không. Bữa đó mình quay sau lưng á. Tôi anh sai á, gió nó blúm mình. Để cho ông mua đi. Ông lựa bạn đi. Hoa nhìn thấy hoa giả không? Cánh to. Gib nur eine Stück, nicht mehr, mehr nicht. Mehr nicht. Jeder Topf nur eine Blume, eine Blüte. Ja, und hier kommen noch mehr Blüten, hier kommen noch ganz viele. Guck mal, was für Schuhe nicht so an hier. Okay. Das ist gut. Hier ist das Blatt schon ein bisschen gebrochen. Ja. Hier, die Gosse hier. Hier, guck mal, hier ist ein Stück. Oh, hier ist groß. Ja, das ist besser, die hier ein bisschen dicker und starker. Nein, schon. Habe ich das überhaupt? Ja, ne? Ja, die Mitte. Die Mitte. So? Nein, nein, anders. So. Ja, und? So? Um? Nur um den Topf. Ja, um den Topf đi. Dann so hau rồi mắc hơn. Ông gói mà là gói mắm thịt vậy. Cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của gia đình Lia và Timo. Hôm nay Quyên với Timo đi hái rau nha. Hái rau gì cho bà biết nha con. Đi cầm thùng cho mẹ đi. Trời ơi. Cầm đi cho mẹ thùng này của con nè. Thùng này của mẹ nè. Ba nó mới mua thùng để cho mấy mẹ con đựng đồ đó. Chào ông. Chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Nói lớn lên. Xin chào ông bà cô chú. Con đi hái rau. Hái rau với mẹ Uyên. Mẹ con hái là lặt cái rau cho mẹ lặt lá này nè. Alex. Dạ cái này nhìn nè cái gai nè. Con phải đeo bao tay vô đi. Bao tay kia đi. Bỏ đây nè, bỏ vô cái rổ đi hồi mẹ rửa nấu canh. Canh chua. Con lấy bao tay của con kìa. Này có gai á. Cái bao tay của con màu xanh á. Cây này nó có gai cả nhà. À, khi mình năm ngoái Quyên. Dạ mẹ đợi con nhưng mà mẹ nói với ông bà cô chú biết. Biết xin gờ đuôi dạ. Cái cây này năm ngoái Quyên mua là nó có khoảng găng tay à. Mua có 100 mấy ngàn á. Thì Quyên trồng cái Quyên nghĩ người ta nói trời có nhiều cây ta mấy năm ta chưa ra bông trái nữa. Quyên lặt lá Quyên ăn. Tại hồi trước á Quyên ăn ở Sài Gòn á. Cái Quyên lặt lá ăn ai nhờ lặt lá ra ra bông quá đẹp. Ra bông xong ra trái xung xơ nha. Mẹ dạy nè. Mẹ dạy gì nè, vịnh gì nè. Vịnh đặt lá gì nữa không gãy cây, hiểu không? Rồi con lặt đi cho bà cô chú xem đi nha. Con vịnh cái cây, con vịnh thân cây. Vịnh thân cây. Vịnh thân cây nè, kéo lá xuống. Con bỏ một tay bao tay thôi. Cây này có gai cả nhà, thấy gai to không? Dạ, con đừng hái vậy. Con lấy cái kéo kìa, cái kéo kìa kìa, con lấy cái kéo. Dạ. Con lấy cái kéo cũng được kìa, cái kéo đó kìa. Đây nè con, đây nè con. Đó chỗ đó kìa, kéo cái củi á. Dạ, ra. Rồi, ông nó bay theo cái máy nè. Nè, cái gai đó nè. Gai nó nhọn đó. Dạ, con lắc lạc cái lá đi. Đừng cắt cái cây mẹ nha, lạc cái lá nè. Đúng rồi, con hấp đấy, tôi hấp đấy. Một cái bao tay. Con vịnh cái cây. Một tay vịnh đi nè, một tay gì nè. Đó, như mẹ làm nó nhanh hơn. Quyên làm bao tay, Quyên làm cũng không có nhanh nữa. Quyên đeo con cái là. Con bẻ gì nè, nó mới tức, nó mới ra được bông. Con làm rớt lá, mình ăn nó dơ lắm. Dạ, nhưng mà lý bình đi nhé.
Mẹ biết là rửa là ăn được nhưng mà mẹ muốn cho nó sạch sẽ hơn. Ở dưới đó, con bé ở dưới thân dưới nó không có la, không có cái gai nè. Không có vịnh cái lá chứ. Dạ. Yeah. Con bỏ vào tay đi, con cầm cái kéo thì con bỏ vào tay để cắt cái gai nó nghiệm đó. Rồi, con bỏ vào tay đi, con làm cho dễ ha. Dạ, ok. Bữa nay Quyên hái rau tập tàng nấu canh nha cả nhà. Mấy đứa nhà Quyên ăn rau giỏi lắm. Dạ, con hái đi. Vừa vài lá non thôi, hái à. À, lần đầu tiên Quyên ăn cây này á, ở Sài Gòn. Mà cái lá nó đậm lắm, Quyên cứ nghĩ nó là cây me nước không đó. Nói cái cây mà cây me nước thì gai gốc không mà ăn. Lặt cực lắm cả nhà. Cây của Quyên nó còn non á, nên gai nó còn ấy chứ cây già nữa hả? Gai dữ lắm. Dạ. Quyên kể cả nhà nghe. Hôm trước Quyên có nói với cả nhà là tụi gia đình Quyên bị phạt khoảng 3.000 mấy euro á, là do tụi mình không có đi làm nữa thì gửi con được có 6 tiếng chứ không được gửi 10 tiếng như những người đi làm. Những người đi làm hợp đồng mà 8 tiếng một ngày á thì mới được gửi con 10 tiếng, còn như hợp đồng 4 tiếng thì cũng gửi con được có 6 tiếng thôi. Còn do đó gia đình Quy bị phạt là 3.500. Cái ông xã Quyên không có đóng phạt. Cái ông xã Quyên điện lại chỗ mà nó phạt mình đó. Ông xã Quyên cứ hỏi hoài, hỏi như là giống như ông xã Quyên cứ thắc mắc, hỏi cách nào mà để đừng đóng phạt không đó. Thì người ta, ông xã Quyên hỏi chứ không phải lại có trường hợp nào có đừng cắt nó tội nghiệp nó. Dạ con cắt. Xin lỗi cô chú nha, Quy đang nói chuyện mà Timo xen vào. Timo ơi, con được. Mẹ làm một mình, ok. Tạm biệt ông bà đi, con đi vô đi. Mẹ đang nói chuyện, con viết xin mama rế đành tu viết xin đất, viết xin mama rế đành đất uôn hớp liệt, ok. Con hái rau thì con hái, còn con không thích thì con đi vô. Để cắt cái bông mẹ, cắt cái bông mẹ nó sắp ra bông rồi đó. Con đi vô đi. Con hái hồi mẹ không còn con rau ăn luôn. Cái Quyên kể tiếp nha, đang giai đoạn gây cấn mà ông bà cô chú không thắc mắc lắm. Cái ông xã Quyên điện chừng 3-4 lần, ông nói có cách nào mà có trường hợp nào mà không có bị phạt không vậy đó. Thì ta nói trừ trường hợp mà con của mình, đứa trẻ nó bắt buộc bác sĩ có giấy chứng nhận bác sĩ là bắt buộc cháu phải giao tiếp với bạn bè khác á, giống như ngôn ngữ hoặc là cái khả năng khác á, giống như nó phải giao tiếp á, xã hội thì nó mới tốt á, thì người ta mới cho mình được miễn phí cái đó. Cuối cùng ông xã Quyên lại chỗ mà bác sĩ trẻ tụi nó đó, ông xã Quyên nói thì người ta nói trường hợp của gia đình mình là không có đóng đâu, tại vì Lia nó nói hai ngôn ngữ nên tiếng Đức nó sẽ không có chuẩn. Hồi đó nó một lần nó không chuẩn rồi, do đó là bác sĩ cho cái giấy chứng nhận là mình con mình là được ở đó ở trường suốt ngày không phải đóng tiền. Đó là tin vui đó cả nhà. Thì chị Quyên chỉ chia sẻ thôi để trường hợp nào giống như mình á thì còn có biết có biết cách mà để đừng có bị phạt. 3.000 rưỡi thì hai đứa này 3.500 thì tính ra cũng gần 80-90 triệu. Ông xã Quyên mừng lắm, xíu là bị phạt rồi. Đã không làm ra tiền mà bị phạt nữa. Nếu mà mẹ làm, con làm gì con phải nghĩ ra cách gì nè. Chứ mà giờ con làm mà mẹ giúp con vậy, con đâu giúp mẹ được gì đâu. Hiểu không? Con phải tự làm, suy nghĩ ra cách làm đi. Nè, cây này không có gai nè. Con phải nhìn cây nào không có gai mình làm. Ubalit to man. First we must answer the best. Bây giờ con lớn rồi, con suy nghĩ nha.
Nur ein Jahr alt. Suy nghĩ đi rồi nói với mẹ cái ý kiến của con, mẹ thấy đúng á thì mẹ nó ok. Was nam mama? Nam là phum. Nó thì chùm ở dưới là cũng phải hái à, tại vì nó mọc ở dưới tùm á, sâu bọ đồ bám á. Quyên cây nào của Quyên, Quyên cũng làm ở dưới trống trải cho Quyên sợ sâu lắm, sợ rắn nữa. Trống gì thấy nó dễ. Cây hồng của Quyên nó cũng chui lũi à. Con rắn có đó. Cái bạn trong lớp của Quyên học á, nhà bạn nuôi hồ cá khôi á bà. Con rắn nó bò vô cắn mấy con cá. Ghê không? Con ấy đi mẹ quay con trong bà thấy nè đó. Đây nè, cái cây này non nè. Bà thấy Timo. Quanh kia đi mẹ, bà thấy. Đây nè, cây này nè. Cây này nè. Cái tay mẹ nè. Ngồi xuống. Còn cây nhỏ là cây táo của Quyên á. À, có chị kêu Quyên dời đi, nhưng mà tại thực tế á, năm nay là Quyên không có chỗ để trồng nữa, Quyên phải mua cái chậu. Mà giờ nó đỡ lỡ để cho nó mùa thu để Quyên dời nó mới được. Chứ giờ nó đang sống mà giờ nó lỡ nó không có khỏe tội nghiệp nó. Mùa thu thì mình trồng cây rồi nó dời chỗ được. Mình để cây táo tạm thời đó. Cây này Quyên mua Quyên chủ yếu ăn lá thôi, không ngờ trái nó quá nhiều rồi mê. Chứ trái thì ăn nó không có ngon, nó cay cay, nhưng mà ăn khô á, sấy khô thì nó ngon nha. Ăn tươi nó nhẫn nhẫn kỳ lắm. Giống ăn ớt, cái ớt mà ớt ngọt ngọt như đó. Mà tưới mấy cái này dưới đây quá trời nha. Con tưới cái mé dưới á, cho nó chống ở dưới đi để nó. Ừ, nó dưới quá trời. Mình tưới thử cầm để ý năm nay, ý rồi tưới cầm bao lâu nó có bông lại nha. Năm nay phải để ý. Dạ. Nhưng mà mình tưới cũng phải chừa lá để cho nó thở nha con. Cây nó trao đổi chất á. Dạ, Elim Bider. When to Alex Vecten Bison Suswak, dạ. Cái gỗ gao đó. Đây. Ốc essen. Dạ, mình nấu canh đi, mẹ nấu canh ăn. Lu mới ra ốc kia. Dạ. Thôi ăn bông hoa nữa đi, bên kia đi qua này hái nè. Mẹ này mẹ diệt, mẹ triệt tiêu mấy cái rau này chứ. Cái này là nó già đó cả nhà ơi. À. Mẹ. Cái gì con? Con chào bà đi chú. Con chơi với ba đi, mẹ vô trong nhà nấu cơm nha. Ganz vorne der Baum, der ganz vorne steht, ja? Trời ơi, nó ngã hành nè, cả nhà ơi, cả nhà để cho coi cả nhà coi hành. Hành nè, cả nhà ơi, mê lắm nè con. Bỏ vô hành nữa. Nay tôi cho mày ăn hành là tiêu luôn. Quá trời hành không cắt nữa, không lên mới. Nhắm mắt mà cắt luôn, hành quá trời lên nè. Hành này Quyên mua cái hạt mà nó lên vậy đó. Nè con, nè con, con trai yêu của mẹ. Con vợ ăn Lia nó đeo ba nữa. Nó đeo Quyên hoài bằng đêm mệt đó mà. Nói mà ba giận đó. Ba nghe ba giận á, bà đó ưa giận lắm. Con đừng có lấy nữa, con rửa thôi đừng mở nước nữa nha con. Mình tiết kiệm nước đi, nước mắc tiền lắm. Mình rửa, mình tận dụng sạch sẽ mà tiết kiệm. Nè. Trời ơi, mẹ hái hết cái đống hành này, với ăn cái này là hành không chứ canh hành chứ không phải canh rau nữa rồi. Su vía. Kệ đi mẹ ăn, bữa nay nấu hành cho ăn cho mát. Ôi, hành không. Cho xong bà coi hành không nè ông bà ơi. Hành nè. Nãy giờ hái được nhiêu hành nè. Cái này làm hành chiên được nè, hành nấu canh trứng. Bỏ hành vô đi, sao phương phí là lụm mấy cọng hành vô.
chót này kìa. Không, mẹ không thấy. Mẹ nãy giờ mẹ lại thấy ra, mẹ đâu thấy ba đâu. Ba đi ra rồi, mẹ hello rồi tới giờ luôn á. Đâu? Con kiến, bỏ rửa đi, con rửa tay đi. Đâu? Cái con này con trong cái cây á. Con rửa này hồi nó ra, con vũi nè, gì nè. Dạ. Trời ơi, ông rửa mình dao gặp, gặp rau luôn nè, con làm. Con nhìn gặp rau nữa thấy không? Nhìn nè, rau nè. Dạ, con làm mạnh tay của đưa mẹ cái gỗ này rồi đây. Dạ, mang cái S là vitamin vec. Mốt là nisudoi mắc hơn, ok. Rồi con đi tưới cây vô trong cái... Để này cho mẹ đưa mẹ. Con tưới cây vô vô gốc táo đi. Dạ. Nè nè cái này nè. Đi. Xà hành với vịt kho ăn. Dạ, nhưng mà giờ mẹ làm bữa cơm tối đi rồi mình hồi mình hái tiếp nha. Hái tiếp cho sáng ngày mai ăn. Dạ. Hỏi trơ bé xin lại mà mau mắc lại phép đẹp. Cuối cùng thì sau một hồi thì kế hoạch ăn cơm của Quyên nó bị thay đổi và ăn rau xào, mì xào với vịt nướng. Bởi vì mỗi lần mà hỏi cái là đổi món, còn nếu không hỏi là Quyên làm gì ăn nấy. Đây nè, mì xào tương á, tương đen đó cả nhà. Das sieht aber lecker aus. Ja. Dann beeilt euch mal schnell zum Essen, es ist jetzt noch heiß, sonst ist nachher kalt, wa? Ich hoffe, dass heute wir essen gleich, aber jetzt an der vor euch, ja? Ja, komm schnell, sonst wird das Essen kalt. Die Gemüse, gerade Flug, ich sage so, cả nhà thấy Quy một gỗ ra mà xào lại còn nhiều nè. Trứng, miếng trứng cho tụi nhỏ nó ăn, nó đừng ngán á, cả nhà. Dụ ngán nít ăn rau là phải có chiêu. Tụi nhỏ như Quy ăn xào vậy nó ăn nhiều hơn là ăn sống. Nee, ist bloß Bier, das ist alkoholfreies Bier. No, alkoholfrei? Glaube ich. Long. Ngon hả? Ông thấy ngon kìa. Đâu, chắc gì ăn con phai đâu? Sip mình đi. Cái này. Mình ở chỗ nào, cái chữ nào mà ăn của hôn phai, anh ấy không, anh ấy là bí mật. Ý tế là ăn của hôn nhá. Wie mal sehen. Will du cái shop mà xem? Nee, gar nicht. Du müsst ja đi, anh khoái ăn rau lắm. Cô ta bà thích nha. Danke schön. Mấy đứa nhỏ giờ nó chưa ra, Timo ra kìa. Timo ngồi kế ba đi con. Ô, hai con yêu của mẹ. Komm schnell, Kinder. Cục vàng của mẹ ra. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Xem video của gia đình con.